Em còn hai đôi loa này bác nhé, hai đôi loa này là toàn tép xịn nhỉ, một một thùng hai tép luôn, hai tép. Dòng này mà nghe nhạc hát karaoke bao phê trợ lời đỉnh cao luôn cho bác. Em định tháo ra em thay gần nhé bác, chứ không có thời gian đâu. Đây này, loa của quá đỉnh. Loa này em Tuấn đang chơi nhé, đây nó chính là loa, cái đôi loa em đang dùng này, đây này, nó chính là đây này, em đang dùng trên trần này này, có nhìn chưa? Đấy, em Tuấn kia dùng rồi kìa, ở góc được chưa? Kìa, em đang dùng kìa, nhìn chưa? Đấy, nó đấy. À, còn hai đôi này để cho bác 900k một đôi, về các bác tự thay gân nhé, tự thay gân nhé. Dòng này thì không hay không lấy tiền nhé. Đây, Pro hàng xịn luôn nhé, karaoke system này, 900k một đôi, về các bác tự thay gân nhé. Em không thay nữa, định thay gân nhưng mất thời gian lắm, không thời gian để bác nhé. 900k một đôi, còn duy nhất hai đôi thôi, bắt đầu lấy nhanh, quá bèo rồi. À, còn con máy, con này này, con này là con quạt, con quạt thông gió của Nhật nhé, con này tự động êm ru. Hôm trước em báo cho bác rồi là 2,9 triệu đấy, dọn nốt tặng cho bác. Hôm trước có một bác chốt cọc báo hủy hủy nhá, tặng luôn xả đen 1,9 triệu. Riêng con quạt này báo cáo bác là bao phê luôn, quạt êm ru nhá, tự động điều khiển tốt lắm. Đây em vào em cho bác nhìn thông số của em nó luôn, đây cho bác nhìn này, xem quạt chặt thì không, bác nhìn bác biết nhé. Ok chưa, đã chuyển điện 220, đã lắp thêm 220 rồi, 1,9 triệu, không 29 là gì. Đây con này nữa, con lọc không khí của Daikin này nữa, một con lọc không khí của Daikin nhé, con lọc không khí Daikin 900k, dọn nốt cho nó sạch nhà, 900k là không khí Daikin, đã chuyển điện 220 cho bác rồi. Vào đây bác nhá. Còn ba mã đèn, cái đèn này mà bật điện lên nó mới đẹp, nó sáng lung linh này. Vẫn 1,6 triệu một chiếc, có hình cô gái con ngựa này, 1,6 triệu, còn duy nhất một hai cái hình con ngựa và một cái đèn này là đèn của Thổ Nhĩ Kỳ, kiểu Thổ Nhĩ Kỳ, ba cái mức giá đều 1,6 triệu một chiếc. Một con quạt này nữa, một con quạt đế gang của Sanyo, đế gang nhé, tất cả đế gang, quạt cổ nhé, quạt cổ để cho bác 2,9 triệu, dọn nốt. Em đã dọn làm dọn nhanh lắm.